câu chuyện về hàng ghế thứ ba luôn là vấn đề muôn thuở trên những chiếc xe 7 chỗ. Thì mọi người thường nói rằng là khi ngồi ở hàng ghế 3, nó sẽ gây ra cho chúng ta cái cảm giác gọi là tù túng hoặc là gò bó khi di chuyển trên những cung đường dài. Vậy thì giải pháp cho vấn đề đó là gì? Hyundai đã cho ra mắt một sản phẩm được gọi là Stargazer, một tân binh mới trong phân khúc MPV midsize 7 chỗ. Thì bây giờ mình là Bình, đến từ Hyundai miền Nam. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu, trải nghiệm và đánh giá về chiếc Hyundai Stargazer này nhé. Xin mời mọi người. Với cái thiết kế được vuốt dài từ nắp capo đến phần kính lái đó, thì thiết kế này nó sẽ giúp cho chiếc xe này có cái hệ số cản gió rất là thấp, chỉ là 0.32 cd, và nó là thấp nhất trong phân khúc MPV 7 chỗ hiện tại. Thì cái thông số này nó sẽ giúp cho chiếc xe chúng ta vận hành được êm ái hơn và cũng như là tiết kiệm nhiên liệu hơn. Rồi thì mình nói là chiếc xe này mang cái hơi hướng thiết kế của tương lai thì cũng đúng, tại vì cái cụm đèn ban ngày là mọi người đó được kéo dài và ôm sát nắp capo. Thì cái thiết kế này là một cái thiết kế được lấy cảm hứng từ một chiếc xe điện trong nhà Hyundai, đó là chiếc Ioniq 5. Đó, mọi người có thể thấy ha. Và bên dưới cái cụm đèn này đó chính là logo Hyundai được làm to bản nè. Dưới đó là mặt ca lăng được thiết kế theo dạng tổ ong kéo dài và được sơn đen bóng, rất là thể thao và cá tính. Thì đi kèm với mặt ca lăng thể thao như vậy thì nó sẽ là một cụm đèn pha cốt full LED và có 4 bóng nha mọi người, cho hiệu năng sáng cực kỳ cao. Và bên dưới đây có thêm một cái đèn sương mù để giúp chúng ta di chuyển được an toàn và yên tâm hơn trong những cung đường, ví dụ như là trời mưa nè, hoặc là gia đình chúng ta có đi chơi ở những vùng mà có sương nhiều, ví dụ như Đà Lạt chẳng hạn. Rồi bây giờ mình mời tất cả mọi người chúng ta cùng xem cái phần hông xe nha mọi người. Đó, như tất cả chúng ta đều thấy thì chiếc xe này được Hyundai thiết kế những cái đường gân nhập nổi. Đó, thì cái thiết kế này thứ nhất nó sẽ là đồng bộ giữa tất cả những cái sản phẩm của nhà Hyundai. Đó, những chiếc xe luôn được trang bị những cái phần gân rất là thể thao. Thì những cái đường gân nhập nổi này nó giúp xe chúng ta nhìn thể thao, nhìn mạnh mẽ, cá tính hơn. Đó, ngoài ra nó còn giúp cho cái thân xe chúng ta chắc chắn hơn. Và đặc biệt những đường gân này giúp cho chiếc xe mình nó có cái tính khí động học thật là tốt. Rồi, ngay bên trên này đó là phần gương gập điện, chỉnh điện, có sấy gương và tích hợp đèn xi nhan. Nhưng mà có thêm một điểm đặc biệt đó, rất là thú vị nha mọi người, đó chính là cảnh báo điểm mù được tích hợp ngay trên gương. Đây mọi người có thể thấy cái hình tam giác và có dấu chấm than ở giữa, đây là cảnh báo điểm mù. Rồi, ở bên dưới này thì mọi người có thể thấy đó là một bộ la răng có kích thước là 16 inch được phay và sơn đen phối hợp với nhau, nhìn rất là cá tính và thể thao. Rồi, cái họa tiết này thì cũng rất là đặc biệt và mình sẽ khó tìm thấy hoặc là không thể tìm thấy được ở bất kỳ chiếc xe nào ở trong phân khúc. Rồi, bây giờ mình mời tất cả mọi người chúng ta cùng xem cái đuôi xe nhé. Thì cũng giống như cái đầu xe mọi người, cái phần đuôi xe này cũng là một cái phần tranh cãi từ lúc mà gọi là chiếc xe này nó lộ những cái ảnh ở trên mạng á, cho tới lúc nó ra mắt thì trên tất cả những cái cộng đồng đều tranh cãi rất là nhiều. Có người thì cho rằng cái đuôi xe này là một cái thiết kế hiện đại và rất là lạ mắt, nhưng mà có người thì cũng dùng cái từ gọi là chê đó. Thì nhắc lại lần nữa là mình sẽ không có đánh giá về cái phần thẩm mỹ vì đó là gu của mỗi người, nhưng mà chúng ta hãy nói về những cái đặc biệt của cái phần đuôi này ha. Đầu tiên đó là cái phần đèn hậu đó full LED và kéo dài hai bên, bên trái qua bên phải đó, và nó được thiết kế theo dạng họa tiết đó là hình chữ H. Rồi mọi người, chữ H là gì? Là Hyundai đó. Khi mà xe chạy đằng sau lên, nhìn vô biết xe này Hyundai nè. Đó, chắc chắn không thể nào nhầm được ha. Đó là một cái tính nhận diện thương hiệu rất là cao. Rồi ngoài ra những trang bị như là anten bay cá, xe này cũng có ha. Đèn phanh trên cao. Rồi, sấy gương chiếu hậu. Bên dưới này đó là logo Hyundai to bản, cái này thì quá quen thuộc rồi. Và dòng chữ Stargazer. Đây,
chưa mọi người. Có rất nhiều cách để nhận diện thương hiệu ha. Đèn chữ H nè, dòng chữ Stargazer được mạ chrome sáng bóng, và đặc biệt nó được đặt ở trên một cái nền được sơn đen bóng nha mọi người. Nó sẽ khác một chút với một số xe của Hyundai hiện tại, đó là được cái chữ này được đặt ở trên cái phần sơn của xe luôn, chứ nó không đặt trong cái nền đen như vậy. Thì đây cũng là một cái điểm khác biệt và nổi bật. Rồi ngoài ra chiếc xe này cũng được trang bị 1, 2 và 3 mắt cảm biến cùng với một camera lùi, giúp cho chúng ta lùi và đổ vào chuồng một cách thật là an toàn và yên tâm nhất. Và bây giờ mình mời tất cả mọi người chúng ta cùng đến với phần chính của ngày hôm nay, đó là chính là chúng ta sẽ cùng trải nghiệm hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba của chiếc Hyundai Stargazer này nhé. Và bây giờ mình sẽ bước lên xe và ngồi ở hàng ghế thứ hai trước nha. Đây mình đang chỉnh ghế ở cái vị trí đó là kéo hết hàng ghế thứ hai về sau. Như mọi người cũng thấy là mình là một người cao 1m8, nhưng mà khi mà mình đã kéo hết cái hàng ghế thứ hai về sau thì mọi người có thể thấy đây là một cái không gian cực kỳ là thoải mái. Và ngoài ra cái bộ ghế này được bọc da cao cấp, nó sẽ giúp cho chúng ta ngồi nó có cái trải nghiệm êm ái và thoải mái hơn. Những cái bộ phận khác như là tựa đầu và bệ tì tay cũng có đầy đủ, giúp chúng ta ngồi ở một cái tư thế gọi là thoải mái và thư giãn nhất trong cái quá trình chúng ta vận hành. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống hàng ghế thứ ba cho mọi người cùng xem và đánh giá nha. Rồi mọi người cũng có thể thấy cái ghế của chiếc xe này nó được thiết kế cái cơ chế mở khá là thuận tiện, đó là cơ chế mở một chạm đó, mọi người chỉ cần gãy một lần là cái ghế nó tự động bật lên. Ngoài ra thì mọi người có thể thấy cái sàn của chiếc xe này được Hyundai thiết kế hơi lõm xuống một tí để giúp cho cái người ngồi ở hàng ghế 2 có cái không gian ngồi thoải mái, cũng như là khi mình gặp ghế, ghế của mình nó không bị cạ xuống sàn. Rồi bây giờ mình sẽ không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta cùng lên trải nghiệm hàng ghế thứ ba nhé. Ok, rồi đây mọi người có thể thấy tư thế của mình khi mà chưa gặp ghế xuống ha. Giờ mình sẽ gặp ghế xuống. Rồi, wow, mình cao 1m8 nhưng mà vào ngồi hàng ghế thứ ba của chiếc xe này thì thấy thật là thoải mái đó mọi người. Nó không giống với một số cái mẫu xe mình gọi là 5+2, cái hàng ghế thứ ba nó chỉ dành cho ví dụ mình không chở người đi, mình sẽ gặp xuống để mình chở đồ. Còn nếu mà chở người thì chắc cũng chỉ chở những em bé hoặc là những người có cái chiều cao thấp một xíu thôi. Đó. Còn đối với cái xe này thì nó vẫn đảm bảo cho mình một người lớn hoặc là một người có chiều cao lý tưởng chẳng hạn ha, ngồi nó vẫn thoải mái. Ngoài ra để giúp cho cái người ngồi ở hàng ghế thứ ba có cái sự thoải mái nhất thì Hyundai cũng thiết kế cái những cái ô cửa sổ này, ví dụ như cửa sổ ở cột C này chẳng hạn ha, dành cho cái hàng ba nè, nó rất là rộng rãi và nó rất là to để giúp cho cái người ngồi có được cái tầm quan sát ra ngoài tốt nhất, giúp cho họ không có cảm giác gọi là tù túng hoặc là gò bó ở trong chiếc xe này. Rồi bây giờ mình cùng với mọi người chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái khoang lái của chiếc Hyundai Stargazer nha. Thì cái ấn tượng đầu tiên ban đầu của mình khi ngồi vào cái khoang lái này đó chính là một cái góc nhìn cực kỳ rộng rãi từ phía người lái ra bên ngoài. Đó cũng là cái lợi thế từ cái việc thiết kế như mình nói lúc đầu, đó là cái hình dạng của quả trứng cắt đôi á. Đó, cái sự vuốt dài từ phía nắp capo cho lên tới cái phần kính lái rất là cao như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái tầm quan sát thật là tốt. Thậm chí là những người mới lái hoặc là lái nữ chẳng hạn cũng có thể tự tin ngồi trên chiếc xe này và điều khiển một cách thật là yên tâm, bởi vì cái đầu xe của chiếc Stargazer nó cũng làm ngắn hơn những chiếc xe MPV khác. Nó giúp cho mình có thể di chuyển, mình cặp lề hay là mình đổ xe gì đó ha, nó thật là dễ dàng và tiện lợi. Rồi, vô lăng mang cái đặc trưng của nhà Hyundai, bọc da, trợ lực điện cực kỳ êm. Ngoài ra trên vô lăng còn tích hợp những tính năng thông minh như là cruise control và có cả giới hạn tốc độ nha mọi người, có cả giới hạn tốc độ. Những tính năng khác như là cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường luôn. Rồi ở cái khoang lái này thì chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua được, đó là cái phần nhìn, cái phần màn hình của chúng ta ha. Rồi cái phần màn hình táp lô, màn hình đa thông tin nó được trang bị đó là full LCD.
rất là sắc nét và rất là đẹp luôn mọi người. Còn kế bên đó là màn hình thông tin, màn hình giải trí, được tích hợp sẵn bản đồ Việt Nam. Đó, mọi người về không cần phải đổi hết ha, ta có thể dùng zin từ nhà máy ra luôn. Ngoài ra cái màn hình này nó cũng được tích hợp đó là Apple CarPlay và Android Auto, đặc biệt là không dây nha mọi người. Một số tính năng đặc biệt khác cũng như có thể kể đến như là phần đèn tự động nè và đèn pha tự động luôn. Đó, ở trên cái cần gạt trên này ha. Rồi ngoài ra chiếc xe này còn được trang bị một cái rất là hay giúp cho chúng ta giải trí trên những cung đường dài, đó chính là 8 loa Bose. Mọi người có thể thấy đây, một thương hiệu loa phải nói là đồng hành cùng với rất nhiều sản phẩm xe của Hyundai. Và mọi người cũng có thể trải nghiệm và đánh giá qua những cái sản phẩm đó rồi ha, rất là tuyệt vời. Rồi ngoài ra chiếc xe này cũng được trang bị đó chính là nhiều chế độ lái này, như mọi người có thể thấy đây, Eco, Normal, Sport và Smart. Khi chúng ta đổi chế độ thì màn hình thông tin nó cũng thay đổi màu theo ha, cũng khá là hay đúng không mọi người. Rồi một cái điểm thú vị nữa đó chính là chiếc xe này được trang bị đèn viền nội thất Ambient Light nha mọi người. Đây, phía bên trong này ha. Thì khi xe chúng ta di chuyển vào ban đêm á, đó, tất cả đèn tắt hết thì cái đèn viền nội thất này nó hiện lên giúp cho chúng ta xe nó được nổi bật và nhìn trong xe nó cũng có cái cảm hứng lái xe nó vui vui ha, để nó đẹp. Rồi mọi người cũng có thể thấy đây là một cái hệ thống sạc không dây thế hệ mới nhất, có tích hợp sạc nhanh cũng như là quạt làm mát giúp cho điện thoại chúng ta sạc nhanh hơn và không có lo về cái vấn đề bị nóng máy. Và để đánh giá được một chiếc xe thì chúng ta không thể nào quên được cái cảm giác lái cũng như là khả năng vận hành của chiếc xe ha. Thì cái điều mà mình cảm thấy rất là thích khi mà vừa mới cầm vô lăng của chiếc xe này đó chính là cái cảm giác lái cực kỳ nhẹ nhàng, đúng theo cái tính chất của Hyundai từ trước tới giờ. Một cái vô lăng trợ lực điện phải nói là vô cùng là thoải mái, chúng ta chỉ cần vặn một tay, thậm chí một ngón tay chúng ta cũng có thể xoay được cái vô lăng này ha, cảm giác lái vô cùng là thoải mái. Thì cái này nó sẽ giúp cho gia đình chúng ta di chuyển nó được gọi là thật là thoải mái trên những cung đường, và đặc biệt là những chị lái nữ hoặc là những tay lái mới cũng có thể lái một cách thoải mái nhất đó. Nhưng mà không phải vì vậy mà cái vô lăng này nó lúc nào cũng nhẹ nha mọi người, tại vì mình đang để ở cái chế độ normal á, chứ nếu mà chúng ta chuyển nó sang chế độ sport đi, đây là cái chế độ sport nè, thì thứ nhất cái ga của chúng ta nó sẽ nhảy hơn, nó bắt ga nhanh hơn, và thứ hai là nó cũng sẽ tự động siết cái vô lăng chúng ta lại chắc chắn hơn để cho chúng ta có một cái cảm giác lái nó thể thao đó, và chúng ta có thể kiểm soát cái chiếc xe của mình tốt hơn đó. Như hiện tại mình đang để cái chế độ sport nè mọi người, đây cái vô lăng nó trở nên đầm hơn, chắc hơn, ngoài ra cái chân ga của mình nó cũng nhảy hơn nữa. Thì đối với cái động cơ 1.5 Smart Trim thế hệ mới của Hyundai thì cái xe này nó đáp ứng cho chúng ta đủ cái nhu cầu đi gia đình, và thậm chí là chúng ta đi đủ tải, đủ 7 người thì nó vẫn vận hành thật là mượt mà và êm ái. Với cái động cơ mới như vậy cùng với cái thiết kế gọi là như mình nói lúc ban đầu đó là quả trứng cắt đôi á, nó mang cái tính khí động học về cái hệ số khảng gió nó nằm ở mức đó là 0.32 CD. Thì cái khả năng tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này nó cũng nằm ở cái mức tốt, chúng ta cũng có thể nói đó là tiết kiệm, với cái con số đó chính là 6,28 lít ở trong đường đô thị và 5,38 lít ở trên ngoại đô đó. Rồi một cái điểm mà cực kỳ đặc biệt và nó là lợi thế của chiếc Hyundai Stargazer này chắc chắn chúng ta không thể quên, đó là hệ thống Hyundai Smart Sense, bao gồm đó là phòng tránh va chạm phía trước, phòng tránh va chạm phía sau, và đặc biệt đó là phần cảnh báo điểm mù đó. Khi chúng ta đang di chuyển ở trên đường mà có một cái xe nào đó nó vượt qua mình chẳng hạn đó, thì nó sẽ có cái cảnh báo ở trên gương giúp cho chúng ta quan sát được và cũng như là tránh được cái tình huống nguy hiểm nó xảy ra. Nếu như mọi người quan tâm tới tất cả dòng xe của Hyundai, không chỉ riêng Stargazer, mọi người hãy gọi ngay vào số hotline của Hyundai miền Nam nhé. Xin chào.